Ngày 8 tháng 5 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức hội thi Gia đình sum vầy hạnh phúc yêu thương. Hội thi với sự tham gia của 21 gia đình đến từ 13 tổ chức hội, các xã của huyện. Hội thi với mục đích để tạo điều kiện cho các gia đình được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Các gia đình lần lượt trải qua 3 vòng thi tài năng bằng sự chuyên chán, tự tin. Mỗi gia đình biểu diễn trang phục áo dài trên nền nhạc. Vòng thi hiểu ý nhau, mỗi gia đình trả lời 3 từ khóa trong thời gian quy định, được diễn ra bằng hành động hoặc lời nói, nhưng không trùng khớp từ khóa và phần thi kiến thức các gia đình trả lời câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm. Khi mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động cái cuộc thi này thì các gia đình sôi nổi tham gia hưởng ứng, thì tham gia cuộc thi hôm nay thì có 21 đội, thì các chị em là các gia đình là đến rất là sớm để chuẩn bị cái phần thi của mình. Thì qua hội thi thì các gia đình đều hoàn thành xuất sắc cái phần thi của mình. Với sự chuẩn bị chu đáo cho hội thi từ trước đó của các gia đình tham gia, các thí sinh tự tin và hoàn thành tốt phần thi của mình. Mong muốn của người tham gia hội thi là đạt kết quả cao nhất cho gia đình và tổ chức hội phụ nữ xã nhà. Trong ba vòng thi thì chị thấy là cái vòng thi mà hiểu với nhau là chị tâm đắc nhất. Tại vì thì qua cái vòng thi này thì mình thấy biết được là giữa gia đình mình gắn kết với nhau, hiểu nhau như thế nào. Thì đến với cuộc thi ngày hôm nay chị cảm thấy rất là vinh dự và hạnh phúc. Cái cuộc thi ấn tượng nhất của em là thi về hai vợ chồng hiểu ý nhau. Dạ. Cái mục đó là cho mình thấy gia đình của mình là tìm hiểu nhau hơn, kỹ lưỡng, với lại có hiểu biết thấu hơn cái về vợ sống vợ chồng gia đình ở nhà. Và em thấy là đội nào cũng hoàn thành xuất sắc tốt. Hội thi cũng là dịp để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình chan hòa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Với cái vai trò là ban giám khảo đánh giá rất là cao cái hoạt động này của Hội Phụ nữ huyện Mỏ Cày Bắc, bởi vì đây là một cái hoạt động mà phải nói rằng là đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, đặc biệt là các cái cuộc vận động và phong trào thi đua của hội, và trong đó thì chúng tôi cũng đã có lồng ghép thực hiện cái nghị quyết 05 của tỉnh ủy, đó là xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ. Thì trong cái hoạt động hôm nay thì các chị em của Hội Phụ nữ huyện Mỏ Cày Bắc đã có nhiều cái hình thức rất là đa dạng phong phú, và quan trọng là tạo được cái sự gắn kết và sự tham gia của các cái gia đình. Kết quả cuối cùng, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Dung, anh Nguyễn Hồng Phong ở xã Thành An đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi gia đình sum vầy hạnh phúc yêu thương.